Chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hà Văn Hải, đến từ trang web giống cỏ giá rẻ.com. Một số bạn nhắn tin hỏi mình rằng là hạt giống cỏ Genebosa là như thế nào, hạt nó lớn hay là bé và có trồng được nhiều không? Thì mình quay trực tiếp cái video này ở đây. Đây là hạt giống cỏ Genebosa, thường gọi là cỏ xả lá lớn hay là Gene xanh, được đóng gói trong bao bì là 20 kg, được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về. Và đây là trên tay của mình đây, hạt của nó chỉ bé bằng từng này thôi, có thể là bằng 1/3 hạt thóc. Và 1 kg của nó thì có thể là trồng được 800m2 đến 1000m2, là tùy theo khoảng cách trồng và diện tích mình trồng. Mình ươm thì nó có thể lên nhiều hơn, và mình nhổ nó đi cấy thì mình trồng được nhiều hơn. Và hạt của nó thì rất chắc, nảy mầm rất tốt. Đây các bạn nhìn thấy đây, mình quay trực tiếp luôn. Đấy, là hạt của nó như thế này, nhiều hạt chắc thế này thì nảy mầm rất tốt. Các bạn xem hướng dẫn chi tiết của nó, cách trồng và cách ươm của nó qua trang web của mình, đó là giống cỏ giá rẻ.com. Và các bạn muốn mua thì có thể đặt hàng trên trang web đó, thì mình sẽ trực tiếp bán cho tất cả các bạn luôn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái đoạn video này.